Alo alo alo, chào mừng nung canh chị em quý bà con cô bác đã quay trở lại tới kênh Chí Sĩ Chí Dừa. Và đây là đây là gì? Con là gì? Con là gì? Cho sắc camera luôn nè. Đây là chị Tin. Chị Tin gì? Chị Tin gì? Chị hiện tại là hai cha con đang ngồi cho Citytel để Citytel test cái mạng wifi nha. Chủ đề chính của hôm nay mình nói về mạng wifi và home wifi phục vụ cho gia đình. Đồng thời là cái đi về cái TV mới mua mình test TV luôn, vậy test TV luôn, nhưng mà chủ yếu mình nói về mạng. Ok, thì đây là một máy kết nối vô mạng để dùng xem video đó. Thì cái nhu cầu phổ biến của mọi người là đa phần là nhu cầu là xem video đọc báo thì nhẹ hơn, xem video ok là ok đó. Thì đây là cái cục wifi của mình nè, nhà mình nè. Bởi vì nói là biết review nhưng mà chưa đủ thiết bị nên mình chưa review thôi. Ở đây đó, thấy không, wifi của mạng Viettel. Nói chung là mình trải nghiệm của mạng Viettel thấy ok, và ba nhà mạng hay nhà mạng là mình cũng dùng, nhưng mà hiện tại là đang dùng Viettel thấy ok á, thì mình giới thiệu cho mọi người. Tại vì Viettel có thêm cái home này nữa. Home thì cũng khá là nhỏ gọn chứ nó không có gì đâu, giống như nhà nào bây giờ cũng có cái cục điện quang bên kia là cái cục cũng phải xài kết nối qua mạng. Nói chung là cái nào cũng cần mạng hết, nên nhà nào cũng phải cần hết á. Quan trọng là có cục home này và nó phát ra bên ngoài. Tại vì mình ở chung cư mà cái dạng cách âm rất là nhiều. Khi mà ví dụ như đặt cục modem ở đây đi thì mạng nó sẽ ở bên trong đây, thì nó sẽ dùng ok ở bên trong phía trong này, phòng nhỏ này, hoặc là nếu mà ba phòng ngủ nữa đi thì nó sẽ rộng hơn nữa, hiểu đó, thì nó sẽ không phát mạng tới để chúng ta bắt được mạng đó. Nên chúng ta cần thêm một cái giải pháp khi mà lắp mạng á, thì có được cái cục hôm này của Viettel đang làm mưa làm gió trên thị trường á đó. Ví dụ như mình để đây cục, đúng không, đây là cục tổng nè, sau đó sẽ phát ra đó một cục ngay bàn làm việc của mình. Đây mọi người coi, thì ở đây mình đang dùng cái mạng đây, mình sẽ kết nối cho mọi người coi đây ha. Đây mọi người thấy có hai cái wifi không? Xì tin đen là cục modem tổng, là nãy mình chỉ cho mình mọi người á, là cục tổng từ cục modem này chia ra một cái cục tổng cho cái home wifi á đó. Thì đây thì khi mà cục home này đặt ở chỗ nào cũng được đó, đặt ở đây thì nó sẽ mạnh ở đây, còn đặt ở trong phòng thì mình vô mình test trong phòng luôn ha. Thì mình hiện tại mình đang test là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 cái điện thoại, và đây xì tin đen đang test một cái tivi, rồi với một cái máy này, 1, 2 máy ha, xem video, xem cái máy này, những cái máy đang chạy phần mềm của mình nha, những cái máy tính á đang chạy phần mềm, nhưng mình lấy ra mình test cho mọi người xem video nó có ổn định hay không, nó có mượt mà hay không khi mình kết nối nhiều thiết bị vào á. Đó thì nó có như thế nào nè, kết nối điện thoại nè, kết nối máy tính nè, rồi ở đây cái góc này mình chưa có sắp xếp lại nha. Và đây tên vô đây giới thiệu nè, góc này là mình đang kiếm thêm bàn để mình để cái máy tính lại, hiện tại mình để tạm vậy đi cho nó hóm hóm á. Đó cũng đang chạy những cái video mình mặc chạy thôi nha. Những cái máy này thường thường là mình để chạy phần mềm marketing của mình á, chạy rất nhiều phần mềm, còn này mình để chạy để mình test thử cái tốc độ mạng có ổn định hay không đó, để cho nó ngon lành đó. Chạy vào đây đi, chạy vào phòng đi. Ở đây là mọi người coi nè, khi mà mình đứng đây đi thì nó cần cục modem, đúng không, thì cái cục modem nó sẽ sóng nó sẽ mạnh nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử vô phòng cho mọi người coi để mọi người thấy sự khác biệt tại sao phải dùng hơn wifi và tốc độ nó như thế nào ha. Đây khi mà vô phòng đây để là giải pháp cho mọi người đây. Thì giải pháp này thì cũng điện quang cũng đã làm rồi, cái này là cục cắm điện quang nè, nếu mà ai cài mắt hôm rồi biết này của điện quang không, điện quang ha, mình cắm vô cho mọi người thấy là một giải pháp khá là đơn giản, không cần dây nhợ gì hết đó. Không dây nhợ, muốn mạnh thì cắm dây nhợ, còn giống như mình nãy ngay bàn làm việc á, mình cắm cái dây mạng vô máy tính luôn để cho nó mạnh. Còn đây nè thì mình cắm đây đó, chỉ cần một cái nguồn như thế này đó, nó phải sáng cái đèn màu xanh lên. Thì nè mọi người coi nè, vô trong phòng á thì cái mạng nó sẽ yếu lại rồi. Phan mình cho mọi người coi cái mạng yếu cái đi, để mình cắm vô cái nó mạnh lên đó. Đóng cửa lại vô, đóng cửa đi. Cái phòng này phòng ngủ, hiện thường là vô là không cửa ngủ nè đó. Tại vì mình đã ở xa cái cục modem rồi thì lúc này cái mạng nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị yếu đi. Khi mà ở những góc khuất như thế này thì giải pháp này sẽ giúp chúng ta xuyên tường vô
để chúng ta sử dụng cho nó ok. Rồi ok, để cho công bằng công tâm thì mình lấy thêm một cái máy của Samsung nữa ha, để mọi người thấy cái tốc độ yếu mạng như thế nào đó. Xì tin đen lúc này là nguồn tổng wifi modem nè, đó, nó yếu nhất ha, còn trong khi là home wifi nè nó sẽ mạnh hơn. Rồi khi mà chúng ta ghim cái cục này nó đi thì cái kết nối nó sẽ được tốt hơn nữa. Đây, ghim cục này nó sẽ lè lên đi ha. Đó. Cái cục này phát giải pháp gọi là xuyên tường á, khi mà chúng ta đóng cửa phòng, đóng cửa sổ, những cái cửa cách âm như thế này đó, xuyên tường để sẽ giúp chúng ta xuyên tường thì mạng nó sẽ mạnh hơn là khi mà chúng ta xài modem, tại modem nằm chút ở phòng khách lên. Đối với những cái phòng mà hai phòng ngủ nè ha, ba phòng ngủ là rất là phù hợp, ba phòng ngủ là cần luôn, là hai cục đó thì một cục bỏ phòng ngủ hai cục bỏ phòng ngủ luôn đó, thì giúp chúng ta sẽ kết nối mạng ok. Đây nè mọi người coi cái hôm wifi này, sóng nó đầy nè. Đây nè, sóng đầy phè luôn, nghe không? Home wifi á. Từ từ, đó, lên mạng liền. Chưa. Từ từ, cái cục này nó phải lên cái mình nói cấm ngủ. À còn đỏ nè, nó lên cái rồi đó đầy luôn đó. Mượt mà, ngon lành, ok. Nè, chạy YouTube nè. Chạy cho mọi người coi nè, để cho đánh giá sự công tâm khi mà chúng ta vô đây thì nó như thế nào ha. Đây có clip ngon lành. Đây giúp một lần. Cái này là ok nè. Bực mà, ngon. Đó. Thì mình đặt hai cái tên wifi vậy là mình biết rồi đó. Cục home là mình để trong đây là y như một cái modem trong đây. Ok. Ok. Tóm lại là mạng nhanh, bực mà. Ok. Nếu mà gắn thêm cục home nữa, cái điều kiện gắn thêm cục home nữa thì ok nha mọi người. Còn TV á thì mọi người có thể xài thêm cái cáp TV á, cho nó ổn định. Cáp TV thì đóng thêm mấy chục ngàn khác nữa thì xài nó ổn định. Còn nếu mà mọi người chỉ nhu cầu đơn giản thôi thì mọi người gắn anh xài wifi cũng được, tại vì TV nó cũng nằm gần wifi. Nhưng mà coi những cái trận đá banh rồi, những trận đá banh rồi nó hay bị lắc chậm hơn người ta thì nó cảm xúc nó như khi ở hàng xóm ta la mình chưa la, mình thấy hơi ức chế vậy đó. Rồi thực ra thì TV thì đài thì nếu mà mình mua TV trong tuần thì sẽ được tặng cái gói có xem TV luôn á, không mình mua thêm nói chung có nhiều lựa chọn. Đó, ok mình thấy hay, ok mình chia sẻ lại cho mọi người ha. Đó, máy mình cắm dây trực tiếp luôn máy tính luôn nè, nó từ cục hôm qua nè. Rồi ok vậy thôi đó, một thứ chia sẻ cho mọi người là mạng mạnh mượt chạy 4K luôn, 4K phải không, chạy 4K luôn nha, nét như TV Sony luôn nha, chạy 4K nét luôn. Ok, chào đi rồi tin. Rồi chào bà con đi, chiều nay nhớ đi tin nhớ tin. Hẹn gặp lại ở video sau, chiều nay nhớ nhớ gì nhớ gì nhớ ghé gì. Đúng rồi, nhớ like, đăng ký kênh thì ủng hộ hai cha con chiến sĩ tin nhiều, sĩ tin đen để có thêm nhiều về chuyện chia sẻ những cái trải nghiệm về những cái công nghệ mới mới hay hay, hoặc là những cái hiện đại, những cái gì mà thông minh đó thì mình hay làm review để cho mọi người. Ok, bye. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chiến sĩ tin nhiều và sĩ tin đen. Bye bye nha.